Và chào bà con, thì hôm nay tiếp tục thì mình quay cái clip về kỹ thuật trồng rau xà lách, rau cải đắng, rau dền, rau muống. Qua clip này thì bà con xem hết cái clip về cái mô hình trồng rau tổng hợp của một vùng ở trên Đắk Lắk mình. Thì cái việc trồng rau này nó rất hiệu quả, nó mang lại lợi nhuận cao cho bà con. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ clip này thì để mình tiếp tục quay cái những clip khác cho bà con xem. Đây là cái clip về cái nền nông nghiệp rau màu ở Buôn Hồ, các bạn xem.